Đây là câu chuyện có thật, xảy ra đúng đêm Noel năm 1942. Một vùng rộng lớn ở Ba Lan bị quân Đức chiếm đóng. Trong đó có một ngôi làng, có ngôi nhà thờ chung vẫn nằm trong tay quân du kích. Ở bên phía quân chiếm đóng, có một người lính Ba Lan rất sùng đạo. Anh có một thói quen không thể cưỡng lại được, là cứ đúng vào đêm Noel, anh phải đến dự thánh lễ ở nhà thờ. Đêm ấy, khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn báo hiệu gần đến giờ thánh lễ, người lính lặng lẽ bỏ phiên gác, tìm đường đến ngôi giáo đường, rồi hòa vào dòng người đang nối nhau vào nhà thờ. Cùng lúc ấy, ở một góc nhà thờ, một người du kích cũng đang lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ. Anh phát hiện trong dòng người có một người lạ mặt. Nhìn từ phía sau, anh ta khoác chiếc ba đầu duy đã cũ, lộ ra phía dưới chân là đôi giày da được trang bị cho lính Đức. Sinh nghi, anh liền tiến lên phía trước để nhìn lại cho rõ. Cùng lúc anh nhận ra người lạ cũng là lúc người lính Ba Lan cũng nhận ra người của phe đối địch. Nhưng anh ta lại bình thản quỳ gối, ngước nhìn lên cung thánh làm dấu cầu nguyện. Theo phản xạ, người du kích thò tay vào túi áo để lấy súng, thì bỗng nhiên anh nghe giọng nói bên tai: đừng làm gì cả, để yên cho họ cầu nguyện. Cùng lúc, toàn thân anh cứng đờ như đang trong cơn mơ. Anh cũng từ từ quỳ xuống và quay đến cung thánh, mà trong suốt buổi lễ anh không một lần quay nhìn lại phía sau. Đến khi buổi lễ kết thúc, anh mới đứng lên nhìn lại thì người lính Ba Lan đã không thấy đâu nữa. Câu chuyện này được anh giữ kín như một bí mật cho riêng mình, bởi anh biết nếu lộ ra anh sẽ bị kỷ luật rất nặng theo luật chiến tranh. Sau khi chế độ Đức Quốc xã bị tiêu diệt, kết thúc chiến tranh, người du kích trở lại làm người dân bình thường. Ông mới kể lại câu chuyện này trên một tờ báo địa phương như để giải tỏa một bí mật mà nhiều năm đeo bám tâm trí ông. Một buổi chiều, khi ông đang làm vườn thì có một người đàn ông mặc bộ quần áo lính sờn cũ, tay chống chiếc nạng khập khiễng tìm đến. Sau phút ngỡ ngàng, hai người cùng tiến đến ôm chầm lấy nhau. Họ đã nhận ra nhau. Người mới đến kể: sau đêm bỏ phiên gác đến nhà thờ dự lễ mừng Chúa Giáng sinh, trở về ông bị tạm giam và sau đó bị tước quân tịch, xung vào đội quân làm đường ở hậu phương. Trong một buổi lao động khổ sai, ông bị tai nạn, đá đè gãy chân. Sau khi chữa lành cũng là lúc chiến tranh kết thúc. Ông nói nếu không có đêm Noel thần diệu ấy, biết đâu ông đã bị chết trên chiến trường. Phải chăng đó là ý Chúa? Cũng từ ngày ấy, hai người đàn ông đã trở thành bạn thân. Cứ vào dịp Noel hàng năm, họ lại cùng nhau đến ngôi nhà thờ nơi họ biết nhau trong đêm Noel thần diệu ấy để cùng cầu nguyện.